Chào mừng anh em đến với Taxi Coin. Ngày hôm nay thì Taxi Coin tiếp tục đưa đến anh em một định nghĩa mới. Định nghĩa này cũng không có gì lạ đối với những bạn đã đầu tư lâu năm. Đấy là hình thức trả coin, hay trong tiếng Anh là unlock token, chúng ta quen gọi là trả coin hay trả token. Vậy thì trả coin, trả token là gì và có điều đây có ảnh hưởng gì đến thị trường của chúng ta không? Thì mình xin trả lời là chắc chắn là có nhé. Trả coin là cái hình thức mà cái nhà phát hành hoặc là chủ dự án họ đưa vào thị trường của chúng ta một số lượng coin nhất định. Và thường thì những cái công việc này họ đều có một cái sự thông báo trước trong khoảng một thời gian nhất định. Và cái tác động của cái trả coin này là gì và cái mục đích là gì? Thứ nhất là cái việc họ trả coin, tức là họ tăng cái lượng tổng cung coin mà lưu thông trên thị trường lên ấy, thì thường là nó sẽ giúp cho cái việc giảm cái sự khan hiếm của thị trường đi. Giảm cái sự khan hiếm của thị trường đi là một này. Thứ hai nữa là họ tăng cái sự thanh khoản trong cái trường hợp mà cái lượng cung, cái nhu cầu đang đang nhiều nhưng mà cung thì ít, và cái sự việc này nó giúp cho cái việc trả coin này nó giúp cho tăng cái sự thanh khoản lên và giảm đi cái sự khan hiếm. Cái định nghĩa này nó gần như là nó ngược lại với cả hình thức burn coin trong cái video trước mình đã nói. Burn coin thì là làm tăng sự khan hiếm, còn trả coin là làm giảm cái sự khan hiếm đi và đưa thêm coin vào thị trường. Thường thì những cái dự án mới trong vòng 1 năm, 2 năm hoặc vài tháng thì họ hay có những cái đợt trả coin và burn coin như thế này. Những cái đợt trả coin như thế này, và chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được những cái đợt trả coin này ở trên các trang thông tin của chính những cái dự án đấy, thật thường là những cái nơi mà được đưa lên đông nhanh nhất. Ok, thế thì cái tác động lên thị trường là gì? Thì tác động lên thị trường của cái hình thức trả coin này đó là làm giảm sự khan hiếm. Giảm sự khan hiếm thì đồng nghĩa với việc là có thể là kích cái việc giá của đồng coin này sẽ giảm. Bởi vì sao? Bởi vì là chắc hẳn là trong những cái người người ta được trả coin, những cái người như nào được trả coin? Thứ nhất là một cái thành phần của dự án này, những nhà đầu tư lớn này, cổ phần lớn này, những người stake coin này. Cái chức năng stake và earn thì mình cũng đã giới thiệu trong các video khác đều có chức năng này nhé. Các bạn có thể lên và tìm kiếm nếu như các bạn cũng muốn stake và muốn earn coin, có nghĩa là gửi tiết kiệm coin đấy, gửi tiết kiệm coin và nhận lại coin đấy. Thế thì những cái người này là những cái người được được trả coin thì thường là họ sẽ có xu hướng bán đi để kiếm lời, bởi vì là những cái đồng coin này được trả hoàn toàn là gần như là miễn phí, cho nên là sẽ có một cái áp lực bán được tạo ra khi mà những cái đồng coin này được trả. Điều đấy có nghĩa là giá của cái giá trị của đồng coin trong cái thời gian đấy, trong cái khoảng thời gian đấy là nó sẽ giảm nhé. Và cái tin trả coin này cũng gần như được đánh giá là một tin không tốt lắm, tức là một cái tin mà có thể khiến cho cái đồng coin đấy nó giảm giá một chút, đơn ngắn gọn là như thế thôi. Thế nhưng quan trọng nhất là khi nào chúng ta biết được, các bạn, khi nào chúng ta biết được cái lịch trả coin này thì nó cũng không khó khăn gì cả. Đầu tiên đấy là các bạn theo dõi những cái đồng coin các bạn đang đầu tư, các bạn đang hold, các bạn theo dõi cho mình ở đầu tiên ở trang Twitter của chính những cái dự án đấy. Thì tất cả những cái dự án mà Taxi Coin làm YouTube và làm review ấy thì đều có đường link dẫn đến những cái dự án đấy, các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả này. Thế ngoài ra chúng ta có một cách đơn giản nhất mà mình sau đây mình cũng sẽ giới thiệu và mình sẽ nói, đấy là các bạn lên Google, các bạn đánh cho mình cái từ khóa như sau: lịch trả coin trong tháng 3. Ở đây cái cụm từ rất là ngắn gọn thôi, lịch trả coin trong tháng 3. Thì sau khi đó các bạn sẽ ra rất là nhiều những trang web, những cái trang thông tin mà họ đã gọi là họ họ có những cái họ họ đã tổng hợp cho chúng ta đấy. Những cái trang đấy có một số trang ở Việt Nam nhé, mà mình không tiện nói tên ra, thì họ tổng hợp những thông tin này rất là nhanh, thông tin rất là nhanh nhạy. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được. Các bạn lên Google gõ cho mình cái từ khóa đấy thì ngay lập tức các bạn sẽ ra rất nhiều trang, và ở đây thì mình không tiện nói bởi vì mình không PAPR gì cho bất kỳ một cái trang hay là một cái trang nào hay là một cái tổ chức nào cả. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy, ví dụ như mình đang vào một cái trang này, bạn có thể thấy là 18 đợt các bạn có thể thấy là lượt 8 18 đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 3 2023. Cái này chúng ta tìm kiếm rất là đơn giản thôi nhé, không có gì khó cả. Các bạn có thể đọc này, theo thống kê từ token unlock này, ví dụ như 18 dự án trị giá khoảng tầm 650 triệu USD sẽ được giải phóng trong tháng 3 này, trong đó có đến 224 triệu USD, tức là đến 34% của 6 dự án nó phát hành ngay ngày đầu tiên của tháng 3, tức là đã xảy ra rồi. Ví dụ như các đồng coin đây họ đều có nói hết nhé. Thì nếu như chúng ta đang đầu tư những đồng coin nào, chúng ta nên chú ý vào những đồng coin đấy nhé các bạn nhé. Đây, và họ cũng đưa ra cho chúng ta cái lịch lịch trả khá là rõ ràng. Ví dụ như mùng 1 tháng 3 2023 này, đồng HBAR được trả là 218 triệu USD. Đấy, rồi ngày 15 tháng 3, 18 triệu BIT, BITDAO tương đương với 110 triệu USD. Rồi là 17 tháng 3 2023 là 40 triệu đồng APE. Rồi là các vòng mở khóa khác cũng có hết nhá.
Vòng mở khóa là như thế nào? Cái mở khóa này có nghĩa là cái đồng coin của bạn, ví dụ như mình đang earn, đang token đến một giai đoạn nào đó chẳng hạn, và đến cái ngày đấy họ mở khóa ra, thì cái điều đầu tiên của mình là nếu như mà giá trị của nó có lãi, chắc chắn là mình sẽ bán, chắc chắn là mình sẽ bán luôn, bởi vì thứ nhất mình vừa nhận được thêm đồng token, thứ hai là giá đang tốt, chắc chắn là mình sẽ bán. Và cũng phần lớn những người được trả coin đều có một cái tư tưởng muốn bán, chính vì thế là nó tạo ra một cái áp lực bán và khiến cái đồng coin đi giảm giá khi mà có những cái đợt trả coin như thế này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là ví dụ như đồng TON TONRN là được list trên sàn Binance này, đồng GLMR list trên sàn Binance này, đồng ABT, đồng SWIFT, đồng DIDX và STG đều được list trên sàn Binance. Đấy. Còn cái đồng IGR này, IGR cũng có, còn đồng LOC và đồng IMX thì mình không biết nhiều. Ngoài ra thì mình giới thiệu cho các bạn một website này khá hữu ích về cái lịch tốc việc unlock token, unlock token này. Đây là các bạn vào trang token.unlock.app thì các bạn theo có thể theo đường link ở dưới nhé, hoặc là theo cái hình ảnh các bạn đây. Thì khi mà chúng ta vào đây, chúng ta có thể thấy ngay ở trên cái giao diện đồ thị, giao diện ngay phần website này, chúng ta chọn đồng Âu này. Âu nó nghĩa là tất cả các mảng về DeFi, về DAO hay blockchain, đúng không ạ? Bên này chúng ta gọi chọn dự án project, thì ngay lập tức chúng ta có thể thấy là nó thể hiện lên một cái danh sách những cái đồng coin sắp được unlock và đã được unlock này, sắp được unlock và đã được unlock nhé. Mình ví dụ như đây, đồng Glack, GAL, các bạn kéo, các bạn có thể thấy này, thứ nhất giá đang giao dịch hiện tại là 1,37. Ok, mình sẽ lấy con trỏ để chỉ cho các bạn xem rõ hơn nhé. Giá hiện tại đang giao dịch ở 1,73 đô, đúng không ạ? Và tổng cung hiện tại fully market cap max supply đấy là 200 triệu đồng GAL này, và tổng cung là 346 triệu đô. Đấy. Thì các bạn kéo sang bên này, các bạn có thể thấy là cái tổng số khóa, phần trăm khóa hiện tại đang khóa là 63,42%, có nghĩa là cái đồng GAL này nó mới đang chỉ dừng sử dụng có 36,58% thôi. Và hiện tại đang được khóa là 126 triệu đồng, có nghĩa là 63,42%. Đấy. Và khi các bạn kéo sang, bên phải nhé, các bạn có thể thấy là cái lịch unlock của nó này. Thứ nhất là unlock 720.000 đô, 0,2%. Và cái ngày của nó đây, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023, có nghĩa là một ngày nữa nó sẽ unlock 0,2%. Thế thì chúng ta có thể thấy là 0,2% này nó không quá đáng kể so với cái việc giải phóng cái đồng coin này, nó không quá đáng kể nhé. Thì mình có thể khẳng định một chút là với cái tin trả coin vào ngày mùng 5 tháng 3, tức là còn một giờ, một ngày, 21 tiếng nữa, thì nó không quá ảnh hưởng đến cái việc giá trị của đồng coin này. Và đây cũng là một trong những chiến lược mà giúp cho cái việc khi mà họ trả coin thì giá không quá biến động lớn. Ở đây các bạn kéo xuống thì các bạn có thể thấy rất là nhiều, các bạn kéo con trỏ xuống, các bạn thấy rất là nhiều cái lịch unlock đều được niêm yết ở trên này hết. Nó sẽ chi tiết hơn, cụ thể hơn là khi chúng ta theo dõi một số web ở một số trang tin tức của Việt Nam. Những trang tin tức của Việt Nam thì họ sẽ chỉ tổng hợp những cái lịch trả coin của những đồng coin nó nhỏ thôi. Chúng ta có thể tìm kiếm ở đây cụ thể. Ok, mình thử ví dụ mình tìm kiếm đồng APT, Aptos. Mình sẽ tìm kiếm đồng Aptos mà mình đang quan tâm chẳng hạn. Ở đây thì có một lịch unlock vào 8 ngày nữa, 8 ngày 9 giờ 20 phút. Cũng giống như vừa nãy ở trên trong web kia, họ nói là ngày 12 tháng 3. Họ nói là ngày 12 tháng 3 unlock, đúng không ạ? Thì đây chúng ta có thể theo dõi unlock được. Ok, unlock có 0,454% thôi. Nó sẽ không quá ảnh hưởng gì đến giá trị của đồng Bitcoin cả. Bạn nhé. Nó không quá ảnh hưởng gì đến đồng APT là cả. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng nên theo dõi, bởi vì là biết đâu được một ngày nào đó nó unlock khoảng tầm 1-2%, 2-3%, là những bạn nào đánh future là sẽ rất là ảnh hưởng rồi. Ở bên này chúng ta có thể kiểm tra được là ví dụ như 85% này đang trong quá trình unlock này, đang trong quá trình unlock nhé, và phần còn lại đã unlock rồi nhé. Rồi, ok, mình hy vọng là cái website này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong cái việc mà các bạn đầu tư. Mình ví dụ như là đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, 54,8 triệu USD đồng APT được giải phóng. Và mình cũng đang chú ý đến đồng APT này chẳng hạn, thì rõ ràng là đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 mình phải có một cái động thái nào đó về cái việc này.
Và thường thì ngay khi đến gần đến cái ngày này là có một cái áp lực bán đã được tạo ra rồi, chứ không phải là sau khi có tin nhé, sau khi có tin nhé, mà là ngay cái thời điểm này đã có một cái áp lực bán trước những cái trước trước vài ngày cái thời điểm mà họ giải phóng coin này rồi nhé. Vậy thì cái điều mà chúng ta nên làm khi mà nghe được một cái tin này như thế nào? Đầu tiên, vào ngay một ngày đầu tháng hoặc ngày cuối tháng trước, các bạn nên tìm cho mình cái này. Cái thứ hai nữa là các bạn nên theo dõi kỹ về cái Twitter chẳng hạn, hoặc những cái trang thông tin của chính những cái đồng coin đấy, những đồng coin là các bạn đang chú ý, các bạn đang đầu tư. Và gần đến cái ngày này, gần đến ngày này các bạn nên kiểm tra lại xem, ví dụ như là xu hướng này, mình ví dụ như là xu hướng này, xu hướng đầu tiên là gì, xu hướng đầu tiên là của thị trường của đồng Bitcoin, nó đang có xu hướng lên hay các bạn dự đoán rằng nó có xu hướng xuống. Nếu như các bạn cảm thấy, các bạn có thể phân tích kỹ thuật, các bạn cảm thấy rằng đến gần đến cái ngày trả coin của cái đồng coin đấy mà các bạn phân tích kỹ thuật rằng nó sẽ giảm giá, thì tốt nhất là theo mình thì các bạn nên bán đi, hoặc là nên bán, hoặc là lên bán đi một phần để cho nó an toàn, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là gần đến cái ngày mà cái đồng coin này nó trả ấy, gần đến ngày đồng coin nó trả ấy, thì chúng ta tiếp tục thì theo dõi cái đồ thị của chính cái đồng coin này xem có cái áp lực bán được gia tăng không. Nếu như cái áp lực bán được gia tăng thì chúng ta cũng nên bán. Còn sau khi nghe cái thông tin này hoặc sau cái ngày trả coin này, nếu như đồng coin đấy thực sự đã giảm giá, chúng ta tiếp tục, nếu chúng ta muốn đầu tư, chúng ta hãy cắn đáy, chờ một thời gian cắn đáy để tiếp tục chúng ta mua vào. Còn nếu như các bạn thấy là sau cái lịch trả coin này mà giá của thị trường, giá của đồng coin này nó không có gì thay đổi, giá của nó không có gì thay đổi, thì chúng ta có thể thấy là cái việc trả coin này nó không ảnh hưởng gì đến cái đồng coin đấy, thì chúng ta có thể cân nhắc về cái việc mua kết hợp với cả việc phân tích đồ thị và cũng như là phân tích kỹ thuật và phân tích cái hướng đi của đồng Bitcoin. Như các bạn đã biết thì cái thị trường crypto của chúng ta là khá là nhạy cảm với thông tin. Mình dùng từ khá là nhạy cảm bởi vì mình không muốn nói là nó rất là nhạy cảm. Chỉ cần có một thông tin thôi là chắc chắn là cái việc giá giá của đồng Bitcoin và giá của tất cả những đồng coin khác nó sẽ biến động cực kỳ mạnh. Một thông tin nó tùy từng mức, ví dụ như thông tin cực kỳ quan trọng hay thông tin không quá quan trọng chẳng hạn. Nhưng các bạn cũng không nên cứ nghe cái thông tin này, cứ nghe thông tin là có trả coin các bạn bán, mà cũng không phải là cứ thấy bơn coin là các bạn mua, bởi vì là nó chỉ là một một trong những yếu tố để chúng ta đưa ra quyết định của mình thôi, một trong những yếu tố thôi, chứ không phải là một yếu tố tiên quyết hay một yếu tố quyết định. Cho nên các bạn, một lời khuyên của Taxicoin đấy là chúng ta hãy dùng nó giống như một cái yếu tố để chúng ta có thể dựa vào đó thì đưa ra quyết định, kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra cái thứ mà gọi là price action, cái hành động giá của chúng ta. Ok, vậy thì đơn giản thôi, cái việc thông tin về về trả coin này nó không khó khăn gì khi chúng ta lên Google chúng ta tìm kiếm hoặc chúng ta theo dõi, bởi vì đây đều là những thông tin công khai cả. Mình hy vọng là sau video này thì cái thông tin về cái việc trả coin này sẽ có ích giúp cho các bạn đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.